Bệnh vàng lá chín sớm, lem lép hạt, đạo ôn lá, cháy bì lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ. Cách sử dụng phân bón hiệu quả, dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới. Tất cả sẽ có trong chương trình Chuyện Nhà Nông với chủ đề Kiểm soát dịch hại lúa đông xuân và lúa mùa, phát sóng trực tiếp vào lúc 8 giờ ngày Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2022. Tham gia trả lời trực tiếp trong chương trình, Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật, kỹ sư Trương Thị Thủy Trường, nghệ sĩ doanh nhân Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Quý khán giả hãy điện thoại về chương trình qua số máy 02723833833 để được giao lưu với các khách mời. Chương trình Chuyện Nhà Nông với chủ đề Kiểm soát dịch hại lúa đông xuân và lúa mùa phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Long An, livestream trên các hạ tần số, fanpage và YouTube Long An TV lúc 8 giờ ngày Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2022. Chương trình do đài phát thanh và truyền hình Long An phối hợp cùng tập đoàn An Nông, An Nông Group thực hiện. Kính mời quý khán giả đón xem.